Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu với các bạn đến cái cầu điện tầm trung hàng tải trọng khoảng dưới 700 kg. Nếu mà nói về tổng tải trọng ấy, thì nó tầm dưới 1 tấn, còn chở hàng ấy, thì nó chỉ khoảng dưới 500 đến 600 kg. Đối với cây cầu này, cái dòng này là dòng cầu liền, sử dụng động cơ từ 800 cho đến 1.000 1.500 W, đường kính tăng bua là 160 nhé. Cầu thì có hai loại, có số nhanh số chậm và có loại thì không số, như cái cầu này là cầu không số. Những cái dòng không số ấy thì nó thường sử dụng vào những cái mục đích tải trọng thường xuyên cố định, ít thay đổi, và trong giải tầm 3 đến 400 kg là dùng cái loại cầu không cần số. Còn các bạn tải trọng mà có thể thay đổi theo nhu cầu, có lúc thì nặng, lúc thì nhẹ, thì mình nên dùng cái loại có số. Hoặc là những cái bạn làm xe chạy chơi ấy, thì dùng số ấy, thì thường thường những cái dòng hộp số mà nó có số ấy, bao giờ cái số nhanh nó cũng nhanh hơn bình thường so với cái cầu này đấy. Còn tốc độ của cái cầu này thì nó rơi vào tầm khoảng 30 km. Đối với cái loại đường kính bánh 50, bánh nhỏ thì sẽ nhỏ, tốc độ chậm hơn, thì nó cũng còn tùy theo điều khiển và cái tải trọng của cái xe nữa đấy. Hình như con động cơ này là 1.000 W này, hàng chuẩn xịn này, các bạn có thể xem này, rất là lét, sắc nét, cầu liền. Đấy, bọc liền như này. Tim ốc của nó là chéo 7 vuông 10 các bạn nhé. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Dòng cầu này thì bên em đang có các cái cỡ là từ 60, 70 cho đến 1m2 nhé. Đấy, nó có các cỡ đấy. Có loại một số, hai số, có loại 850 W, 1.000 W, 1.500 W. Thì tùy theo yêu cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.